Chào mừng tất cả quý anh chị em bạn bè lại quay trở lại với kênh của cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Vâng, lời đầu tiên cho phép miền thay mặt cửa hàng xe máy Thanh Đoàn gửi lời chúc tất cả quý anh chị em bạn bè luôn một ngày cuối tuần, một đêm cuối tuần thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và an yên bên gia đình nhỏ của mình. Và sau đó cho phép miền gửi lời tám tạ cảm ơn sâu sắc, tấm chân tình quý anh chị em bạn bè đã luôn yêu thương, đồng hành, ủng hộ xe máy Thanh Đoàn. Và mọi người ơi, ngày hôm nay là chủ nhật cuối tuần, em miền đã chốt được 28 chiếc xe. Gửi lời cảm ơn anh chị em bạn bè luôn tin tưởng và ủng hộ xe máy Thanh Đoàn. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều luôn. Và nếu mọi người đang có ý định mua xe cũ này, đang quan tâm bất cứ dòng xe máy cũ nào, đừng quên số nhà địa chỉ 465 471 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Và đừng quên hai đầu số điện thoại liên hệ của cửa hàng xe máy Thanh Đoàn 0906308911 hoặc 0967424911 nha mọi người. Và ngày hôm nay có rất nhiều xe đang tại cửa hàng để phục vụ nhu cầu mua bán trao đổi của anh các bạn. Nếu mọi người đang có ý định mua xe, nhanh tay xuống đây chốt đơn ủng hộ em Miền. Bên em Miền vẫn hỗ trợ sang tên, hỗ trợ trả góp nhanh cho bạn bè. Và bây giờ không để quý anh chị em bạn bè chờ lâu, em Miền sẽ bắt tay vào quay xe. Ngày hôm nay đã nhiều xe rời đổi và xe lại tiếp tục về đổi để phục vụ anh chị em bạn bè. Xe đi rồi xe lại về, rất nhiều dòng xe quan tâm ở đây. Và đầu tiên em Miền sẽ review một chiếc Vision đời 2014, màu trắng tinh khôi, dàn chân ốc tán bảy màu. Xe đẹp liền lạc đời, mâm trắng in 3D. Cái này là tem 3D cao cấp đời sau cùng rồi. Xe đầu nồi còn rin bao tét bao chảy thử thoải mái nha mọi người. Và ngày hôm nay xe máy Thanh Đoàn xin chốt chiếc xe Vision màu trắng với giá công khai 15 triệu đồng. Nếu anh chị em bạn bè đang có ý định mua xe cũ vừa tiền tay ga thì đây là một lựa chọn cực kỳ đúng đắn luôn. Một chiếc xe mang biển số 61D1-38727 Vision đời 2014-15, mâm màu trắng đi ở đây nhá, tem 3D luôn, rất đẹp và liền lạc. Nếu quý anh chị em bạn bè quan tâm nhanh tay xuống đây xem xe ủng hộ em Biển với. Và con xe này chốt giá 15 triệu đồng. Tất cả quý anh chị em bạn bè mua xe tại cửa hàng bên em Biển được test thử, được chạy thử thoải mái trước khi lấy nhá. Và đều có chính sách bảo hành từ 6 tháng tới 1 năm, bình đề 6 tháng và đặc biệt chạy thử miễn phí trong vòng 1 tuần. Và điều đặc biệt nhất đang tri ân khách hàng, em Miền vẫn có chương trình bắt tâm xe trúng thưởng mua xe tải xe máy Thanh Đoàn được tặng nhớt này, nón này hoặc là một thùng nước ngọt hoặc một thùng bia và có thể là may mắn lần sau. Nhưng điều quan trọng nhất mọi người mua xe đều được trao tặng một tờ phiếu may mắn ghi đầy đủ thông tin số điện thoại. Và còn ít ngày nữa thôi, đến ngày 8 tháng 1 2020, em Miền sẽ quay trực tiếp trúng thưởng và không biết ai sẽ là người may mắn nhận được một chiếc xe Way Alpha xịn sò. Và chiều sau chương trình tri ân khách hàng Way Alpha, em Miền sẽ chơi lớn cho Tết Nguyên Đán, một trong những cái Tết lớn nhất của Việt Nam, đó là Tết Nguyên Đán. Em Miền sẽ chơi lớn, mọi người mua xe được trao tờ thăm vào trong và ở đó là một chiếc Vision đời mới cao cấp mọi người nha. Nhanh tay ủng hộ em Miền, còn đang gom tiền, nhanh tay gom nhiều tiền luôn để ra chuẩn bị đây. Sau chương trình mùng 8 tháng 1 là chương trình bốc thăm trúng chiếc Vision xịn sò luôn. Và đây trước màn hình của quý anh các bạn, em Miền đang review một chiếc Sirius FE phun xăng điện tử cao cấp bánh mâm trắng đĩa nhá. Một chiếc xe phải nói đẹp và liền lạc, đặc biệt màu xanh cực kỳ độc và lạ luôn. Đầu nồi còn rin đét luôn. Xe đời 2016, dàn chân ốc tán bao. Xin lỗi mọi người, đời 2017 luôn. Dàn chân ốc tán bảy màu, màu xanh, một trong những màu được rất nhiều anh chị em bạn bè quan tâm và lựa chọn. Đó, và ngày hôm nay cho phép em Miền chốt chiếc xe này để quý anh chị em bạn bè cô dì chú bác xa gần 36B562702 với giá để quý anh chị em bạn bè cô dì chú bác xa gần. Vâng, để quý anh chị em bạn với giá chỉ có 10.800.000 đồng mà thôi. Vâng, với 10.800.000 đồng, anh chị em bạn bè có ngay một chiếc Sirius MI đời 2017. Lưu ý giá ở đây là báo giá đúng chính xác 100 không bớt. Mọi người mua xe Miền sẽ thay rất miễn phí cho mọi người mà thôi nhá. Xe quá đẹp, quá êm, quá liền lạc. Em Miền nói thật, riêng mua xe ở đâu em Miền không biết,
Riêng mua tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn bên em Miền có đầy đủ và rất nhiều quà tặng, và về cách phục vụ cực kỳ chu đáo luôn. Anh chị em bạn bè mua xe liền không cần phải nói nhiều, thay nhớt là cái việc đầu tiên của bên em Miền. Thay nhớt miễn phí cho anh chị em và các bạn. Và sau đó anh chị em bạn bè với ông có thể quà tặng kèm theo nhớt nước ngọt bia và còn tờ thăm may mắn nữa nha mọi người. Nên nếu anh chị em bạn bè thì đang có ý định mua xe, đừng quên xe máy Thanh Đoàn, nhanh tay xuống đây xem xe chốt đơn ủng hộ em Miền với ạ. Và đây trước màn hình của quý anh chú bạn, em Miền đang review một chiếc Winner V1, một chiếc xe màu đỏ kết hợp với màu xám cực kỳ đẹp. Xe có trầy nhẹ đôi tí lơ thơ. Xe này em Miền sáng nay vừa đổi một chiếc video xong, đầu nồi còn rin xe một đời chú có trầy nhẹ, em Miền sẽ bao tuốt đẹp cho mọi người. Một chiếc xe mang biển số bao nhiêu? 84E1-32742 ngày hôm nay tại xe máy Thanh Đoàn. Em Miền xin chốt giá quý anh chú bạn với giá chỉ có 22.800.000 đồng mà thôi. Vâng, với 22.800.000 đồng, anh chị em bạn bè có ngay một chiếc Winner V1 để đi. Vẫn hỗ trợ sang tên, vẫn hỗ trợ đối chú. Nhưng em Miền nói luôn, cái Tết Nguyên Đán đã cận kề rồi. Trong quá trình bây giờ em Miền rút hồ sơ sang tên, có thể một số vùng sẽ bị chậm lại và khả năng để có biển số mới để đi là rất chi là thấp luôn. Nếu mọi người mua xe trả góp thì phải suy nghĩ kỹ trước khi mua, để tránh trường hợp anh chị em bạn bè mua xong rồi Tết không có biển số đi, rất là tồi luôn. Còn nếu anh chị em bạn bè mua bằng tiền mặt thì vui lòng để giấy tờ và hồ sơ và ra năm rút thì nó thoải mái nhẹ nhàng hơn. Mọi người đừng sợ là sau này em Miền sẽ không rút cho mọi người. Bên em Miền có giấy đàng hoàng ghi rõ hỗ trợ rút hồ sơ cho khách khi khách yêu cầu. Còn nếu một số huyện nếu như mà dễ dàng, em Miền vẫn nhận rút hồ sơ cho mọi người nhá. Và đây một chiếc Jupiter đời cuối 2017-18 biến 37E1-49095, một chiếc Jupiter màu đỏ đen, dàn chân ốc tán bảy màu, bánh mâm thắng đĩa phuộc khơi luôn. Con Jupiter đẹp như thế này ngày hôm nay em Miền chốt giá 16.500.000 đồng. Anh chị em bạn bè quan tâm nhanh tay xuống đây xem xe chốt đơn ủng hộ em Miền với nhá. Wow, và còn rất nhiều xe đang nằm ở đây. Mẹ ơi, có anh Đoàn chúng con đấy. Rất rất nhiều xe để về đẹp để phục vụ anh chị bạn bè mọi người. Nhớ like và ủng hộ và chia sẻ nhiệt tình cho em Miền nhá. Một chiếc AB biển 69D1-26413, một chiếc AB màu xám lông chuột đó, xe đẹp. Cái này là chìa khóa, đây là chìa khóa lớn rồi mọi người, chìa khóa tìm xe rồi nhá. Một chiếc xe màu xám lông chuột rất đẹp và liên lạc luôn. Và đặc biệt là phiên bản in 3D cao cấp, vô inox rất chi là nhiều luôn. Và xe này chắc chắn là đăng ký đời 2017-18 rồi. Và cái này tại vì anh Đoàn mua thì em Miền chưa biết giá luôn. Nên là mọi người chờ đợi một chút xíu nữa thôi, để anh Đoàn vào em Miền sẽ báo giá cho mọi người xem nhá. Một chiếc AB in 3D cao cấp này, bánh mâm thắng đĩa, xe đẹp liền lạc. Vẫn có hỗ trợ sang tên, hỗ trợ đối chú và có hỗ trợ trả góp cho anh chị em và các bạn luôn. Và em Miền xin phép quay những chiếc xe khác bởi vì giá thì em Miền chưa biết. À, và đây mọi người ơi, nếu anh chị em bạn bè đang có ý định mua một chiếc phu trợ cọp thì đây có lẽ một trong những dòng xe cọp nhất ngày hôm nay. Vâng, và trước màn hình của quý anh cho bạn là một chiếc phu trợ. Xe này là đời đúng 2020, tháng 9 tháng 10 2020. Xe mới chạy được 2.313 km nha mọi người. Con AB này nhiêu đời bao nhiêu anh? 2.16 triệu. Và đây biến 48H1 22176, một chiếc phu trợ không khác gì xe mới luôn. Nếu ai đang có ý định mua xe mới thì đây lựa chọn cực kỳ đúng đắn luôn. Phu trợ đăng ký tháng 10 2020, xe chạy đúng 2000 cây, màu đỏ đen siêu phẩm với giá 27.500.000 đồng. Anh chị em bạn bè nào thực sự quan tâm nhớ xuống đây xem xe chốt đơn ủng hộ em Miền, một chiếc xe mới chạy đúng 2000 km mà thôi. Vâng, và đây là một chiếc xe Acelo. À, cái này đầu đã có làm khói rồi, còn lại rin theo xe từ đầu tới chân. Bánh mâm thắng đĩa, máy móc êm rin nha mọi người. Xe không trầy trước và liền lạc. Đó, dàn chân ốc tán sáng đẹp luôn. Và xe này Acelo này em Miền để rẻ cho mọi người với giá chỉ có 9.800.000 đồng. Và lưu ý giá ở đây là báo đúng chính xác không bớt. Và tất cả xe ngày hôm qua em Miền báo giá hôm nay đều về giá cũ không bớt. Em Miền chỉ tri ân một ngày duy nhất, mong anh chị em bạn bè hiểu và thông cảm. Biển số 72E136838, một chiếc xe Acelo siêu cọp siêu đính đã về đổi ngày hôm nay. Máy móc đầu nồi đâu có cả khói rồi, tất cả còn máy móc êm rin đó. Và giá công khai cho chiếc xe này để quý anh chị em bạn bè 9.800.000 đồng mà thôi, không bớt nhá. Đó, em Miền sẽ để thử máy cho mọi người cùng nghe coi. Cái này thì hôm nay là phải để máy bên này, này. Máy móc khói bàn nha, bao êm nha, thì thầm
Vâng, chưa bao giờ rẻ hơn ngày hôm nay, chỉ với 9.800.000 đồng. Và đây một chiếc egg 2016 này. Đó, in 3D cao cấp, che đẹp mâm màu tím luôn. Một chiếc xe phải nói cực kỳ xuất sắc luôn, biến 60 Đồng Nai, đầu nồi zin. Xe này em liền đề quý anh chị em, bạn bè, cô dì, chú bác xa gần với giá 24.500.000 đồng. Hết chương trình khuyến mãi nha mọi người. Vâng, và đây con Winner X đời cuối 2019 này, chưa ABS nha. Xe đẹp liền lạc từ đầu dần chân, đẹp liền lạc từ đầu tới chân luôn. Giá công khai 30 triệu đồng. Nếu mọi người quan tâm nhớ chốt đơn ủng hộ em liền nhá. Và ngoài ra nhà em liền còn rất rất nhiều xe. Và chiếc xe này anh Đoàn báo là đời cuối 2016-2017. Và em liền để cho mọi người với giá 24 triệu đồng mà thôi. Rất chi rẻ, rẻ và rẻ luôn. Siêu của rẻ là có thật. Nếu mọi người đừng quên nhanh tay chốt đơn ủng hộ em với nhá. Và đây một chiếc egg biến bánh 2C138229. Một chiếc egg màu trắng xanh, egg 135. Egg 135 là về chừng nào bán trừ đấy. Và thậm chí là có một giai đoạn là coi như là bị cháy hàng luôn. Một chiếc egg khá đẹp và liền lạc từ đầu tới chân. Bánh căm thắng đĩa nhá. Mâm này là mâm nhôm và căm nhôm rất là đẹp luôn. 72C138229. Một chiếc xe màu trắng xanh GP. Con này bao nhiêu tiền đấy? 15 triệu. Và giá chỉ có 15 triệu đồng mà thôi. Nếu mọi người đang có ý định mua một egg 135 thì đây là một lựa chọn cực kỳ đúng đắn luôn. Xe đẹp liền lạc đầu nồi, rin bao tét bao chạy thứ luôn. Đó, có hỗ trợ trả góp nha mọi người. Một chiếc xe phải nói cực kỳ đính của đính luôn, với 15 triệu đồng anh chị em bạn bè có ngay một chiếc egg 135 bánh nhôm cực kỳ đẳng cấp luôn. Tất cả quý anh chị em bạn bè mua xe được test thử, được chạy thử và thậm chí cho đối miễn phí trong vòng một tuần. Vâng, và trước màn hình của quý anh chị bạn em hiện đang review một siêu phẩm, một chiếc Sirius phiên bản đặc biệt cao cấp là xe. Cái này là mẫu kỷ niệm đó, mẫu kỷ niệm 80 năm thành lập của Yamaha. Một chiếc xe màu khá đẹp liên lạc 61C184005. Ngày hôm nay em liền chốt giá con xe 2019 với giá 15 triệu đồng. Xe đáng đồng tiền, đáng bắt gạo, đẹp không một tí vết, không lỗi lầm nào luôn. Và đặc biệt phiên bản cực kỳ sang chảnh luôn. Và nếu ai đang quan tâm một chiếc footer FI thì đây lựa chọn cực kỳ đúng đắn. Footer 15 triệu đồng 85E108454. Xe đẹp ngoan ngoài và dàn chân có trầy nhẹ, đôi tí em liền sẽ bao tuốt chậm nha mọi người. Và đây là một chiếc Louviac FI phun xăng điện tử nhá. Dàn ngoài trầy trước rất là nhiều luôn, bánh mâm thằng đĩa. Xe này đã FI xe xấu nha mọi người. Đó, không được đẹp em nhận đi rẻ cho 10 người 10.500.000 đồng. Một chiếc Louviac FI 59N180626. Nếu mọi người muốn đẹp em nhận ngày mai thì tuốt qua cho mọi người nhá. Và đây một chiếc Way RS cuối 2018 màu đỏ đen, bánh mâm thằng đĩa luôn. Xe đẹp liền lạc từ đầu tới chân, đầu nồi còn rin từ A đến Z luôn. Anh ơi, đấy con chim lùn ra nhé. Một chiếc xe mang biển số 65H130656. Ngày hôm nay em liền chốt giá với giá 15.500.000 đồng. Nếu mọi người quan tâm chốt đơn ủng hộ em liền nhé. Xe đầu nồi bao rin bao tét bao chảy thứ trước khi lấy. Và đây một chiếc Sirius biển số 76C108367. Đầu nồi còn rin, dàn áo có trầy và tem có bạc theo năm tháng, đầu nồi máy êm ru. $500.000 đời 2013 luôn mọi người. Nếu mọi người quan tâm ủng hộ em. Và đây một chiếc Way Alpha 63B350782, đăng ký 2015-16 để rẻ cho mọi người 10.500.000 đồng. Đầu nồi còn rin bao tét bao chảy thứ trước khi lấy nhá. À, tiếp tục đây và trước màn hình của quý anh cho bạn là một chiếc egg 135. Xe này đầu nồi còn rin không anh? Đầu nồi còn rin luôn. Và xe này để mình xem, xe này đang dán keo hả anh? Không dán keo nha, dàn chân nóc tán sáng này. Dàn ngoài có trầy thêm 5 tháng, đầu nồi còn rin. Một chiếc xe đèn led cực kỳ đẹp luôn. 75K108550. Em liền chốt giá với giá chỉ có 14.500.000 đồng mà thôi. Nếu mọi người quan tâm nhanh tay chốt đơn cho em một chiếc egg 135 đầu nồi rin. Xe dàn ngoài dàn chân có trầy theo năm tháng nhưng còn liệt lạc và khá đẹp, chỉ với giá 14.500.000 đồng. Nếu mọi người quan tâm chốt đơn đúng không em? Một chiếc Way S195T10624, đầu đã có làm rồi. Xe dàn ngoài dàn chân có trầy theo năm tháng nhưng máy móc êm ru thì thầm luôn. Chưa like món đồ nào, với giá công khai để anh chiêu bạn với giá chỉ có 8 triệu đồng. Không bớt nha mọi người, 8 triệu đồng một chiếc Way S, máy êm ru thì thầm luôn. Đây, cái này hơi yếu bình một tí nhá.
Và đây một chiếc rim Honda rim lùn, lai một cặp bánh. Đó. Xe này thì giá 5.800.000 đồng, máy móc bao êm bao chạy luôn nhá. Biển số này 51F59397 mọi người nhá. Em Hiền sẽ đề thứ máy cho mọi người xem. Quái lạ nhỉ. Khi khách đến bán thì đề chạm nhẹ nổ, mà bây giờ khách về cái đề mấy lần mới nổ, cái máy của nó cực kỳ chất. Honda giá Trung Quốc 5.800.000 đồng, một chiếc rim lùn, máy bao êm bao chảy, không êm không ngon, khỏi lấy tiền khỏi trả tiền em Miền. Và đây trước màn hình của quý anh cho bạn là một chiếc xe Galaxy 50 phân khối đăng ký 2018-19, một chiếc xe 50 mua mới tầm khoảng 18-20 triệu. Đó, thậm chí 21-22 biến bấy 2AC03406, một chiếc Galaxy rất đẹp và liền lạc luôn. Giá công khai cho xe 50 đời cuối 2018-19 để quý anh chị em, bạn bè, cô dì, chú bác xác nhận với giá để anh cho bạn là 11.500.000 đồng, 72AC03406. Nếu mọi người quan tâm chốt đơn ủng hộ em Miền. Và đây một chiếc E 150 đời 2016-17 màu đỏ đen đầu nồi zin với giá 24.500.000 đồng, biến số 69M11-10871 nha. Xe này bán được không? Đừng ở đấy vô nữa. Xe này bán được. Em đẩy cái xe này lên cho mọi người đi. Đó, nếu mọi người quan tâm đừng quên ủng hộ em Miền nha. Năm đấy con Acelo qua đây cho mọi người quay luôn này. Ngoài những chiếc xe Miền về hôm nay thì tại cửa hàng còn rất nhiều xe nhá. Từ dòng xe rẻ tiền đến dòng xe cao cấp, từ dòng xe số đến dòng xe ca. Đó, nhiều khi báo ngày bán 20-30 chiếc xe mà sao còn nhiều. Mua xong lại cứ về liên tục có bao giờ mà ngừng nghỉ đâu. Acelo đã tuốt dầm đẹp rồi mọi người. Đó, rất đẹp và liền lạc từ đầu tới chân rồi nhá. Bây giờ em Miền đến giá đến cho bạn bè với giá chỉ có 9.800.000 đồng. Em Miền giòn đẹp rồi, phải tính thêm 300.000, xe này giòn hết 500 nha mọi người. Mọi người giờ khỏi chê nha. Đẹp liền lạc rồi, đầu nồi zin 69K109491, một chiếc Acelo. Máy em ru thì thầm với giá 9.800.000 đồng. Không ơi, đẩy con Jupiter này ra đây em quay. Và đây một chiếc AB nhá, lên Thái này. Đầu nồi còn zin một đời chú luôn. Đời 2008 nha mọi người. Con này để cho mọi người với giá là 12 triệu đồng. Em này là Jupiter 63V114878 này. Một chiếc xe màu xanh đẹp, rất đẹp luôn. 17.500.000 đồng nha mọi người. Hôm qua 17 triệu, bây giờ em Miền hết chương trình giảm giá nên là xin lỗi mọi người nhá. Và vết 3 ngày hôm nay thì em Miền cũng đã bán rồi. Ở đây còn rất nhiều xe. Em Miền đã quay một chiếc Attila Venus cho mọi người xem thử nhá. Một chiếc Attila 14 triệu. Anh ơi bật cái này lên anh. 14.500.000 đồng nhá. Venus hiểu Venus cao cấp này, xe như xe mới luôn. 2015-2016 nhá. Bật đèn lên anh. Đó, rất đẹp luôn. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Một chiếc xe đẹp từ đầu đến chân. 70D128758. Rin đét theo xe, đồng hồ điện tử cao cấp luôn nhá. Và ngoài ra nhà em Hiền còn rất nhiều xe ở đây. Đó, AB đầu bò 14.500.000 đồng. Đó, còn rất nhiều xe nữa nhá. Mọi người đừng quên đến xem máy thanh đoàn nếu xem ủng hộ em Hiền. Chúc mọi người buổi tối thật nhiều niềm vui, an yên và hạnh phúc. Và nhớ đến em Hiền, nhớ xem máy thanh đoàn này xuống đây mua xe ủng hộ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhá.